Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Thì hôm nay là ngày mùng 8 Tết, thì mình đang bắt đầu một ngày làm việc mới của đầu năm ha mọi người. Thì mình đang chờ xe buýt đi làm nha mọi người. Giờ hiện tại là 8:45 ha. 8:45 mà hiện tại chưa có xe buýt nào chạy, mình đang chờ xe số 10. Cái này là xe hình như xe số 19 á. Xe số 10 chưa ra thì mình phải chờ khoảng 10 đến 15 phút nữa nha. Hiện tại thì mình đang ở trong làng đại học nên là rất là vắng ha mọi người, sinh viên chưa học ha. Còn đối diện là nhà văn hóa sinh viên, là cái nhà to to trắng trắng này là nhà văn hóa sinh viên mọi người. Còn xung quanh thì rất là thưa người ha. Xe buýt thì người ta ra tấp nập luôn mà xe ông xe số 10 ổng cũng chưa có chạy ha mọi người. Rồi. Góc bên đây thì là ngã ba giếng nước nè. Đó. Khu này là ngã ba giếng nước nha. Còn kia, còn cái nhà trắng trắng nhà nhỏ kia kia đó đó. Đó đó, nhà nhỏ kia, cái chỗ mà ngón tay mình chỉ á, đó 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 là Đại học Khoa học Tự nhiên ha mọi người. Còn ở chỗ này nè, ngay chỗ này là đó là xe buýt nó đi ra nha mọi người. Đó, chỗ mấy cái xe nhỏ bên đó là bến xe làng đại học ha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ ha mọi người. Chúc mọi người thật là vui vẻ, một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.